Hiện tại, các chương trình về rap nhận được sự quan tâm đông đảo của các fan hâm mộ. Cùng với đó, chủ nhân chiếc ghế huấn luyện viên cũng được đề cập rất nhiều. Một số đã xác nhận thông tin, còn lại tại game show rap Việt, huấn luyện viên vẫn còn là điều bí ẩn. Mới đây, tại một hội nhóm nổi tiếng về công đồng Under, News Rap Việt đã có bài viết chia sẻ và bất ngờ rộ lên thông tin Rap Việt đã chọn được huấn luyện viên cho mùa 2. Người này cho biết, đây là cái tên cực kỳ sốc, không những thế, còn là một rapper bắt đầu bằng chữ B. Và sau đó, các fan rap đã ngay lập tức bật chế độ tiên tri với hàng loạt những dự đoán về rapper bí ẩn này. Big Daddy là một trong những cái tên được nhắc tới, từng giữ vị trí giám khảo đầy quyền lực trong King of Rap, khi trước đó, nam rapper chia sẻ anh sẽ không góp mặt tại King of Rap mùa 2. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động nghệ thuật và từng là một giám khảo King of Rap, và anh cũng có mối quan hệ thân thiết với dàn huấn luyện viên của chương trình, bởi lẽ đó người hâm mộ vô cùng trông đợi anh sẽ xuất hiện tại Rap Việt mùa 2. Theo đó, thêm hai cái tên là Bình Gôn và Say liên tục được nhắc đến bên dưới bài viết. Cả hai đều là những rapper đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả trẻ trong thời gian gần đây. B-Say được biết đến như một rapper chuyên nghiệp với lối dùng skill độc đáo, điều luyện, nhiều năm hoạt động trong giới với những trận battle nảy lửa. Trong vài năm gần đây, anh còn nhiều bài hit đã đưa tên tuổi của mình được biết tới rộng rãi hơn. Tuy nhiên, không nhiều người hy vọng vào điều này vì trước đó, anh chàng đã khẳng định sẽ không tham gia Rap Việt, trả lời tại một chương trình giao lưu trên YouTube. Còn về Bình Gôn, anh chàng cũng là một nam rapper sở hữu nhiều MV triệu view trên YouTube, được biết tới với bản hit bốc bát họ. Cùng với đó, anh cũng sở hữu chất giọng gang đầy máu lửa. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, anh vướng vào nhiều vụ drama làm dậy sóng mạng xã hội. Anh chàng còn từng bị VTV lên án vì những sản phẩm có chủ đề khá nhạy cảm. Điều này làm cho nhiều fan cũng e ngại việc sẽ làm huấn luyện viên của chương trình. Bạn nghĩ sao về việc ai làm huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 2 sắp diễn ra này? Hãy để lại comment ý kiến. Còn AD dự đoán, kế huấn luyện viên sắp tới cho khi là Baby Z aka Hùng Xe Đạp. Trên đây là bản tin Rap News của Hay Ho Rap Việt. Bấm đăng ký ủng hộ và để cập nhật tin tức mới nhất.